Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp ngày càng khó lường của thời tiết cũng như biến đổi khí hậu, huyện Đắc Lây đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong phòng tránh thiên tai, hạn chế tối đa thiệt hại về người tài sản của nhân dân. Thôn Đắc Đoát, xã Đắc Pét là địa phương ở vùng trũng, thường xuyên bị ngập sau mỗi khi có mưa bão xảy ra, gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân. Rút kinh nghiệm từ các năm trước, năm nay, bà con trong thôn đã chủ động xây các kho chứa lương thực trên nền đất cao hay những ngôi nhà kiên cố có gác cao để phòng tránh lũ. Như năm vừa rồi là cũng có trôi một vài con, không kịp, tại vì lũ nó rất nhanh. Năm nay thì đã chuẩn bị những cái kho lúa này, là sau cái từ cái cơn bão số 9 đó là chú đã làm cái kho này để tập kết chỗ đây cho khỏi khi lũ về là khỏi bị ướt. Về của cái ví dụ như là trâu bò hoặc là lợn hoặc là một số gia dụng trong gia đình là chuẩn bị di dời trước, còn về con người thì cũng được đảm bảo do sự quan tâm chỉ đạo của ủy ban nhân xã và ban ngành thôn là cũng xuống trực tiếp, nên đến thời điểm hiện tại thì về con người cũng như tài sản quan trọng của nhân dân thì vẫn được đảm bảo. Cùng với sự chủ động của người dân để giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện Đắc Lây đã chỉ đạo các xã thị trấn kiện toàn các tổ xung kích phòng chống thiên tai, thường xuyên tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức về phòng tránh thiên tai và kịp thời cảnh báo người dân mỗi khi có mưa bão sắp xảy ra. Đảng ủy cũng như ủy ban đã chủ động có văn bản là chỉ đạo cho các thôn làng, các cái tổ phòng chống lũ lụt ở thôn làng. Hầu như các thôn đều có tổ phòng chống lũ lụt, đã chủ động hơn trong cái công tác mà hỗ trợ người dân trong cái vùng mà ngập lụt cũng như cái vùng mà có nguy cơ sạt lở. Công tác này là công tác mà thường xuyên. Đắc Lây là huyện miền núi, địa hình bị chia cắt phức tạp, có nhiều hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm như sườn núi, chân núi, nên mỗi khi có lũ, lũ quét, sạt lở đất xảy ra thường để lại hậu quả rất nặng nề. Để khắc phục tình trạng này, huyện đã xây dựng kế hoạch tăng cường phổ biến, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai cho từng loại thiên tai và từng đối tượng vùng miền. Đặc biệt, trước mùa mưa lũ, huyện chỉ đạo các ban ngành địa phương ra soát các vị trí, điểm xung yếu để khuyến cáo, thông tin kịp thời cho người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh. Kiện toàn lại đội xung kích và bên cạnh đó cũng thành lập các nhóm Zalo để tuyên truyền đối với cộng đồng khu dân cư thông qua hình thức là tiếp nhận và truyền tải thông tin nhanh nhất để các đưa với các cơn bão xảy ra để chuẩn bị ứng phó cho người dân trên địa bàn. Rút kinh nghiệm rất nhiều rồi, nhưng mà năm nay thì sẽ chủ động nhất là toàn bộ phong tỏa những cái gì hàng hóa mà đồ đạc cần thiết là thôi di chuyển cho khác. Cái hai là việc cái gì để phòng tránh mình chủ động trước để là trào khỏi gây thiệt hại nhiều. Cũng có theo dõi thường xuyên khi mà có tin tức báo đến thì có theo dõi hàng ngày. Với nhiều giải pháp sáng tạo đã triển khai trong năm nay cho thấy người dân trên địa bàn huyện Đắc Lây đã nâng cao nhận thức về phòng tránh thiên tai. Chính điều này sẽ góp phần giảm thiểu những tổn thất về người và tài sản mỗi khi có mưa bão.